nhiều đâu. Mua bị ốp là 1 triệu 400 mấy chục ngàn, mình để lại luôn chứ không có bán hết. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Có dở hả? Ừ, không có ngon á. Ba thì ba định về làm cái cua đó làm cái gì? Để ăn, để về bán rẻ cho mấy người nhậu. Tại vì ba cũng vừa ra hôm nay mọi người, hôm nay thì cua bán ít thôi so với mọi ngày. Thấy là như là cái con thấy những cái gì đó sắp xếp mà cô thiệt đẹp như ngày xưa nữa. Chỉ vài con để đựng lên thôi chứ không có trang trí tranh đồ ngoài viền như khi xưa các bạn thấy. Thì sau cái cục nói chuyện giữa ban nhân phường 7, quận 5 và chi cục thuế quận 5 thì hôm nay thì ba là bán cua ít hơn, cũng như là đựng cua trong thùng xốp, đường cua trong cái phòng màu xanh đó và bán cua ít lại nữa, nó sạch sẽ hơn nữa. Tuy vậy nhưng mà nhiều khách hàng vẫn ủng hộ cua gì ba này. Đó là cua gì ba để trong cái thùng màu xanh đây. Thùng nó cũng có lợi là giữ nóng được cua hơn. Rồi số 8 à. Số 8 của anh chị nào là số 9 à? Số 8 đây. Số 8 đâu anh ơi? Rồi lấy mấy con gạch anh? Hai con gạch em ơi. Thank you.
416 ngàn anh ơi. 400 anh. Rồi, 416 thứ 84 ngàn này. Rồi, đưa cua nhỏ luôn. Đó, bỏ cua con đúng không? Con á. Rồi, đưa cho ba đi. Dạ, dạ, số 8 này em kêu số 9 cái đã. Rồi, anh ơi, thôi tiền rồi anh nha, số 9 nè. Số 9 của ai à? Số 10 chú ơi. Nó tay vào đó thì bỏ cua vào ni lông chứ không có chắc bên cái mâm cua nữa. Thì cái mâm cua đó thì sắp xếp trang trí như vậy là rất là thu hút khách hàng mọi người. Vừa khi mà khách vừa qua con hẻm này nhìn thấy cái mâm cua tuyệt đẹp rồi người ta mới mua ủng hộ gì ba. Số lượng khách này các bạn thấy không, cũng rất là đông nè, mặc dù gì ba cũng ít cua thôi. Số 11 à. Đã lâu mình chưa thấy cái cảnh tượng mà khách chờ đợi để được mua cua của gì ba đây mọi người. Giờ gần đây thì ba bán ít cua cho nên là không có được nhiều như trước và khách số phải chờ đợi tới số thứ tự mới mua cua, nhưng mà nay đó, cảnh tượng này là thì ba mua cua đó. Nhiều hay không? Nó có màu xanh á. Dạ, hết cua gạch rồi. À, vẫn còn cua trong thùng. Hôm nay vào đó là khi nào khách tới là chỉ mở cái thùng ra và bán cua cho khách, sau đó đẩy lại. Bỏ cua vào trong đó thì cũng có cái lợi đó là giữ nóng được cua hơn. Bỏ ra, 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 bỏ ra,
À, như vậy là cô đã, dì Ba đã bán hết cua rồi. Hiện nay số lượng cua ít, mà khách mình mua rất là đông. Nhiều khách mình không có phần nữa mọi người ơi. Không có hết cả rồi. Cua thì cũng có, lấy ít thôi, đừng có lấy nhiều mà bù lại cùng đuổi. Ba đừng lấy cua gạch, cua thịt nhiều dì Ba. Cua thịt mùa này nó ngon mà. Nên nhiều ba trắng tay vì cua hư quá nhiều. Nhưng mà sao chị phải nói lại em? Cua đâu? Cua bị ốp là 1 triệu 400 mấy chục ngàn nữa, mình để lại luôn chứ không có bán được hết. Hiểu không? Em hiểu không? Nó dở hả? Ừ, không có ngon á. Ấy là trống không có thịt cái hồi gì vậy? Có thịt nhưng mà rồi số lượng cua thì ba làm gì? Số lượng cua đó thì ba làm gì? Ở đây đó là số lượng cua đó. Đây là cua thịt nhưng mà cua ốp. À, dì Ba không có bán cho khách. Tại vì đối với dì Ba là ngon thì dì Ba mới bán cho khách thôi. Dì Ba khách ăn những con cua mà ngon nhất thôi. Còn dở hoặc là nó không có chất lượng thì dì Ba không bán đâu mọi người. Ba, cua đó sao gì ba? Cua này là cua nó có nước một chút. Là nó không chất lượng thì ba không bán cho khách à? Ai mua dễ thì bán. Ba, là cua này cua thịt nhưng mà nó bị ốp không có ngon, không có bán cho khách. Đúng không? Còn ai mua rẻ thì ba vẫn bán. Đối với dì Ba là cua ngon là phải bán cho khách đúng không? Dở là không bán. Rồi cua này đem về luôn rồi dì Ba. Ba định về làm cái cua đó làm cái gì? Để ăn, để về bán rẻ cho mấy người nhậu. À, để cho mấy người nhậu hả?